Cái sinh đi ăn không trả tiền, buông lời thách thức và cái kết, hay không chưa? Ừ luôn. Không chịu. Chờ đây. Chưa? Phục bất kỳ lực lượng nào, giữ ở đất nước Việt Nam này, em lấy hay làm dịch vụ gì, em mua đồ gì em phải trả tiền. Đây là lẽ đương nhiên rồi, trừ khi người ta cho. Nhá. Bắt em trình báo vào thì anh mời em về phường làm trình báo. Đi chết, em nói rõ đầu đuôi cho anh, em bị đánh như thế nào, vào đây như thế nào. Rồi. Được mời lên phường làm việc luôn. Mặt vẫn rất lầm lì đúng không ạ? Không hiểu. Và để ủng hộ những video mới thì đừng quên click vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức.